Xin kính chào quý vị và các bạn. Tết Nguyên Đán là dịp mọi người nghỉ ngơi, thư giãn sau một năm dài lao động vất vả. Và trong những ngày này, các khu, điểm du lịch trong tỉnh Cà Mau mỗi ngày đón hàng ngàn, thậm chí hơn chục ngàn lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, dã ngoại. Trong đó, khu du lịch Khai Long, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển là một trong những điểm đến thu hút khá đông khách tham quan cả trong và ngoài tỉnh. Nằm ở phía đông nam mũi Cà Mau, khu du lịch biển Khai Long với vẻ đẹp hoang sơ kỳ bí, bãi biển được bao bọc giữa bốn bề là hệ sinh thái rừng ngập mặn. Phong cảnh ở đây rất đẹp và thoáng mát, tạo cảm giác thoải mái, thư giãn, thú vị cho du khách khi đến tham quan du lịch và nghỉ dưỡng. Khai Long là một bãi cát dòng uốn lượn dọc bờ biển với diện tích khoảng 230 ha, chiều dài theo bờ biển 3.800 m và các khu du lịch mũi Cà Mau khoảng 18 km. Bãi biển này tuy không lộng lẫy, kiêu sa, rộng lớn như các bãi biển khác nhưng nó mang nét đẹp tiềm ẩn, hoang sơ mà chỉ khi đến đây mới trải nghiệm hết được. Cà Mau là vùng đất quanh năm ngập mặn, nhiễm phèn. Đây là điều kiện hình thành hệ thống rừng ngập mặn đặc trưng. Trong danh sách này điển hình có rừng U Minh Hạ, rừng ngập mặn Cà Mau. Diện tích của hai ứng cử này rất lớn, với độ phủ trải rộng vùng vành đai đất liền Cà Mau. Chính điều này đã tạo nên điểm khác biệt của bãi biển Khai Long. Bãi biển Khai Long Cà Mau có bãi biển cát vàng tương đối bằng phẳng, cường độ sóng không lớn. Đây chính là điều kiện thuận lợi giúp bãi biển Khai Long phát triển loại hình du lịch tắm biển. Ngoài ra, nhắc tới Khai Long, một điểm vô cùng thú vị khác không thể bỏ qua là hiện tượng lấn biển. Hàng ngày, bãi cát thoai thoải vẫn đang được thủy triều bồi đắp phù sa, cát mịn, trung bình mỗi năm lấn ra biển khoảng 50-80 m. Sau đây mời quý vị và các bạn xem một phóng sự ngắn về khu du lịch Khai Long. Nếu một lần được đến vùng đất thiên mũi Cà Mau, quý khách hãy dừng chân khám phá khu du lịch Khai Long với vẻ đẹp hoang sơ và tiềm ẩn về truyền thuyết của một bãi cát hình tròn uốn lượn như tên gọi của mình. Khu du lịch Khai Long cách mũi Cà Mau 18 km, có diện tích khoảng 109 ha với trên 3.000 m bờ biển, được công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại du lịch Công Lý đầu tư hơn 350 tỷ đồng xây dựng các công trình nhằm thỏa mãn nhu cầu sở thích của khách thập phương đến đây tham quan du lịch và nghỉ dưỡng. Ngoài các khu biệt thự sang trọng, các nhà nghỉ biệt lập hoặc nhà dạng bungalow gỗ cơ động, hệ thống nhà hàng được thiết kế đặc biệt phù hợp với nét đặc trưng của ẩm thực vùng biển Tây Nam. Khai Long còn có hồ bơi, hồ tắm bùn, chòi du lịch, bờ kè chắn sóng, khu câu cá, khu tham quan, khu lưu niệm, cà phê sân vườn, khu vui chơi giải trí, hát với nhau, nhà trưng bày sản phẩm gỗ cao cấp. Đặc biệt trên vùng đất thiên này, từ năm 2008, chủ đầu tư đã tác tạo tôn tượng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm Thỉnh Mẹ Nam Hải Lộ Thiên cao 20 m, hướng nhìn ra biển Đông, mỗi năm thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch tâm linh đến cầu an. Khai Long được tạo hóa ban tặng cho một vị trí rất đặc biệt. Đứng ở bờ biển khi bình minh ló dạng, du khách sẽ thấy mặt trời tròn như vành thúng chói đỏ nhô lên từ mặt biển phía đông. Và khi chiều xuống, cũng ở vị trí này, ta lại thấy dần kim ô vàng rực từ từ lặn xuống mặt biển phía tây. Đứng ở bãi biển Khai Long, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn trọn vẹn hình dáng vẻ đẹp hoang sơ hùng vĩ của cụm đảo Hòn Khoai. Khai Long còn có những hàng dương xanh, có bãi cát vàng bằng phẳng, thuận lợi để du khách cắm trại vui chơi tắm biển thỏa thích. Không những thế, chủ đầu tư khu du lịch Khai Long còn đang triển khai dự án điện gió, sân golf, cáp treo nối liền cụm đảo Hòn Khoai với tổng vốn đầu tư lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Đến khu du lịch Khai Long, du khách còn được khám phá khu sinh thái rừng ngập mặn đa dạng sinh học với nhiều loài cây, đước, dẹt, mắm, bần, cùng các loài động vật hoang dã
và nhiều loài thủy hải sản có giá trị cao dưới tán rừng. Đến tham quan khu du lịch Khai Long, du khách sẽ tìm thấy cho mình cảm giác yên bình, thoải mái, thư giãn, tăng cường sức khỏe. Phong cách phục vụ chu đáo và nhiệt tình của đội ngũ nhân viên sẽ làm cho du khách hài lòng. Hãy đến với du lịch Khai Long để cùng khám phá và trải nghiệm những cảm giác tuyệt vời.